Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra thực tế một số dự án giao thông trọng điểm tại huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại dự án tuyến đường DH2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra nhiều vị trí thi công trên tuyến cũng như các điểm còn vướng mắc về mặt bằng. Khởi công từ tháng 10 năm 2018, đến nay dự án này đã nhiều lần gia hạn tiến độ và hiện thi công được hơn 81% khối lượng. Về công tác giải tỏa, hiện các hộ dân trên tuyến đã cơ bản đồng ý bàn giao mặt bằng, chỉ còn vướng một số vị trí. Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban quản lý dự án, nhà thầu và huyện Hòa Vang phải phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất là tuyến chính phải hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 tới. Đúng 30 tháng 6 nhá. Dạ vâng ạ. Ban phải chịu trách nhiệm về cái việc này, nhà thầu chịu trách nhiệm. Cái thứ hai đó, tôi đề nghị là tất cả những cái mặt bằng mà đã có để thi công vỉa hè, anh phải tập trung nhân lực vào để thi công vỉa hè, kể cả đến những cái chỗ mà người ta đang khó khăn về mặt bằng, các anh thi công áp vào đấy. Còn huyện sẽ có cái trách nhiệm là hỗ trợ để tổ chức thi công. Giờ một số các cái điểm mà lúc nãy đi kiểm tra thì ban lên cái kế hoạch gửi cho huyện để phối hợp là bảo vệ, hỗ trợ thi công. Các đối tượng chống đối thì cứ xử lý theo quy định pháp luật thôi. Đấy, để cho nó dứt điểm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công vỉa hè trên toàn tuyến, chứ hiện nay tiến độ hạng mục này còn quá chậm. Đối với việc đấu nối tuyến DH2 với quốc lộ 14G, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo để Ủy ban Nhân dân thành phố sớm chỉ đạo xử lý. Qua kiểm tra tại dự án đường vành đai phía Tây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận huyện Hòa Vang đã có nhiều nỗ lực trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, năng lực của nhà thầu còn hạn chế. Đến nay, huyện Hòa Vang đã bàn giao mặt bằng 1.506 hồ sơ. Trong tổng số 1.602 hồ sơ toàn dự án, nhiều khối lượng thi công hiện mới đạt hơn 69%. Xây dựng cái kế hoạch bàn giao cụ thể từng cái điểm này. Ngày nào sẽ bàn giao được, ký cái rõ cái kế hoạch. Nhà thầu với ban quản lý chịu trách nhiệm theo cái kế hoạch mà huyện cam kết về việc là bàn giao ở các điểm này, canh có trách nhiệm phải đốc thúc và đẩy nhanh cái tiến độ thi công áp sát vào các cái khu vực đấy, canh phải chịu trách nhiệm. Còn nếu canh không làm được nhá, là phải có biện pháp để xử lý canh, chứ không phải có cái chuyện là cứ để như này. Đi kiểm tra như này thì các anh điều mấy máy chạy lè vè vài hôm thì có ai đâu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đồng ý về việc gia hạn tiến độ như đề xuất, nhưng phải có cam kết cụ thể để xử lý theo quy định nếu dự án tiếp tục chậm trễ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ hàng tuần, yêu cầu đến 30 tháng 6 phải hoàn thành toàn bộ tuyến chính. Đồng thời lưu ý huyện Hòa Vang việc đầu tư hệ thống thoát nước để tránh ngập úng ở vị trí ngang tuyến DT604.